Thì đây là một cái bài kệ tám câu. Và bài kệ tám câu này nói lên được cái quá trình niệm Phật của chúng ta. Và bài kệ này là một bài kệ khoáng thủ. Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh, mô không dục lợi chẳng cầu danh, a trừ dâm dục nuôi tinh đủ, di dứt lắng lo giữ báo lành. Đà lấy cái đà ấy kim thân sanh bất hoại, Phật là xá lợi hiệu vô sanh. Rồi lục ra chép để người người biết, tự lấy mình tu chắc đạt thành. Như vậy thì tám câu kệ này mà thật sự mà chúng ta niệm Phật, đồng đạo áp dụng đúng tám câu kệ này làm đạo minh tâm kiến tánh đó. Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh. Cho nên hôm nay bắt đầu chúng ta niệm Nam Mô Đà Phật là niệm cái chữ Nam. Chúng ta phải trở về tâm. Niệm Phật phải trở về tâm. Mà nếu niệm Phật ở ngoài tướng không được. Cho nên hôm nay niệm Phật để tịnh thanh. Có nghĩa là được tâm thanh tịnh. Tịnh thanh là tâm thanh tịnh. Vì vậy thầy dạy tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng thanh cao trong chánh tư duy. Thì muốn được ở chỗ tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh là phải niệm Phật. Bởi vì Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh. Cái đồng đạo mà Đức Thầy dạy là việc vui sai mè mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục tử. Và câu tiếp theo là mô không dục lợi chẳng cầu danh. Hôm nay chúng ta niệm Phật là chúng ta không mong cầu danh lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo gần đất ma dương theo khuấy dùng thần thông, nghị lực dẹp tan ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước vô trường độ chung. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy ta, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chung tiếc phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chỉ làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm mà quỷ súc sanh, cơ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp đến đợt 2, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Phan Chí Tâm, ban phổ truyền giáo lý Trung ương, sẽ gặp gỡ với chúng ta qua đề tài tìm hiểu 4 câu trong quyển 5 của Đức Tôn Sư, viết vào năm Tân Tỵ tại nhà thương Chợ Quán. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Vậy xin trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa đồng đạo Nguyễn Thị Trang, đồng đạo Dương Minh Tường là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, kính thưa đồng đạo Tăng Văn Quế là trưởng ban tổ chức, trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn đến từ trong và ngoài huyện Châu Phú, cũng như quý vị đến từ các huyện các tỉnh khác về đây tham dự. Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, quý vị đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 3 niên Giáp Thìn, và hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2024. Thì ngày hôm nay chúng tôi và đồng đạo Nguyễn Thị Trang cũng được sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương, hôm nay được trở về nơi đây để làm nhiệm vụ của mình, để cùng nhau chia sẻ qua các phương pháp tu mang một cái nội hàm quan trọng là giúp cho chúng ta được vượt khỏi bể mê phàm tục, để chúng ta cao bay về Phật quốc, được vãng sanh về cực lạc. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì vừa qua cũng hơn một giờ đồng hồ, đồng đạo chúng ta cũng đã nghe giáo lý viên của mình đã chia sẻ qua một cái chuyên đề ý nghiệp. Thì đây là một cái đề tài rất là quan trọng, là một đề tài then chốt trong cái cuộc đời tu của mình. Bởi vì gẫm lại thì tôi và quý vị, khi chúng ta tìm hiểu sâu sắc về tam độc chướng, tham sân si, thì giờ này có thể là mình nói với nhau rằng không ai có thể dứt được tham sân si. Có nghĩa rằng chúng ta đã có tu tập, đã có kinh nghiệm, cũng đã có hành đạo, nhưng mà theo tôi nghĩ là chúng ta chỉ bớt thôi, chứ thật sự là giờ này bản thân mình cũng vậy, thì cũng chưa hoàn toàn dứt tuyệt được tham sân si. Cho nên thì thật sự là những cái yếu tố đó chúng ta cũng phải cần hiểu để rồi chúng ta tu tập. Và tiếp theo đây thì đến phần lượt chúng tôi trong cái lần gặp gỡ ngày hôm nay, thì theo cái sự sắp xếp chọn đề tài của ban tổ chức, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ qua 4 câu giảng mà Đức Thầy đã sáng tác trong 776 câu của quyển 5, tức là quyển khuyến thiện, lời khuyến thiện của ông Vô Danh Cư Sĩ mà Đức Thầy sáng tác vào năm Tân Tỵ tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn. Thì nội hàm chính yếu của 4 câu giảng này đó là mỗi đồng đạo chúng ta phải phát hiện, tìm ra được gọi là chủng tử Phật. Tất cả chúng ta đều có chủng tử Phật, nhưng mà cũng vì tham lam sân nộ mê si hồi nãy, nó tắc quái ở nhiều đời nhiều kiếp, cho nên tôi bảo vị đánh mất đi cái giá trị cao quý. Chính vì chúng ta đánh mất giá trị cao quý đó mà tôi bảo vị mình mới sanh tử luân hồi, xuống xuống lên lên trong bể mê phàm tục cho đến ngày giờ này. Do đó cho nên giờ này yếu tố quan trọng là mình phải nhận định được mình có cái quý giá, cái chủng tử Phật, và đồng thời có được điều kiện đó rồi thì chúng ta mới hạ thủ công phu để chúng ta diệt trừ cái sự tối tâm ngu muội của mê si, hay còn gọi là vô minh. Thì nếu chúng ta diệt trừ được rồi thì tất nhiên mình sẽ huệ nhược hiện bài, mà khi huệ nhược hiện bài thì mình sẽ ngộ được cái Phật tâm, ngộ được cái chiếu kiến được, tức là minh tâm kiến tánh, để rồi chúng ta sống với Phật tâm của mình, sống hằng hữu với cái biết, thì coi như là cuộc đời chúng ta đã an nhiên bất diệt, và chúng ta sẽ được hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên Đức Thầy đã dạy ngài bèn xét ở trong Phật chủng: các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng vại tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ đây là nội hàm 4 câu giảng mà vừa rồi thì chúng tôi đã có giới thiệu. Cho nên khi đọc 4 câu giảng này
thì quý vị đồng đạo chúng ta sẽ có được cái nhận định. Bởi vì Đức Thầy dạy ngài bèn xét thì chữ ngài này là ai? Mình phải biết vấn đề đó. Cho nên chữ ngài là một đại danh từ, và chữ ngài này là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì đoạn giảng này được nói tiếp với một án văn mà Đức Thầy đã viết cuộc đời của Đức Phật, nói cho đời hiểu Phật Thích Ca lòng tự giác, xả thân tầm đạo. Và lúc bây giờ Đức Thầy mới diễn luận đến cái đoạn mà vừa rồi đọc đạo, đồng đạo nhị vị đọc giảng viên chúng ta đã có nhắc lại. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phu trương đủ chúc. Và mới đến cái câu mà Đức Thầy dạy là ngài bèn xét ở trong Phật chủng các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng bại tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Rồi từ chỗ đó Đức Thầy mới đưa luôn phát hành trực tiếp là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu nhai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Thì đó là một án văn mà ngày hôm nay chúng ta bắt cái nhịp giữa để mỗi đồng đạo chúng ta hiểu theo lời thuật lại của Đức Thầy thông qua cái nhận xét của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chữ ngài ở đây thì xin thưa đồng đạo, như mình đã đọc đoạn giảng Đức Thầy thì chúng ta biết ngài là Đức Thầy muốn nói đến Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Phật chúng ta, quý vị biết rằng đây là một vị gọi là Bồ Tát Hộ Minh, bạch tượng từ ở trốn không trung bỗng sao xuống mình bà hối hả. Như vậy thì đó là một cái biểu tượng của voi sáu ngà, tức là Đức Phật chúng ta đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp đã chứng được quả vị Bồ Tát, và cái kiếp sau cùng thì ngài trở lại trần gian này gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ để trở lại đây làm cái nhiệm vụ độ đời, và cuối cùng thì ngài đắc được cái quả Phật tại thế gian và được thế gian ca tụng ngài là một bậc Như Lai. Như vậy thì trong một cái cuộc đời tu tập của ngài, một cái điều mà đồng đạo chúng ta phải nhận định, Đức Phật mình là người ngày xưa đã có vợ, đã có con, đã có gia đình, và đặc biệt Đức Phật mình thì quý vị biết rằng sống trong cái cảnh là nhung lụa giàu sang. Nhưng mà vì ngài nhận định đúng, chỉ cần gặp người già, người bệnh, người chết đăng khiên và gặp được một vị tăng sư tu hành thì lúc bây giờ ngài đã ngộ được, và cuối cùng thì ngài mới là xin với vua để xuất gia tầm đạo. Thì vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhờ ai, khuyên con nên ở chốn điện đài lo nói nghiệp sau tu chẳng muộn. Thì lúc bây giờ vua ngăn cản không cho thái tử xuất gia tầm đạo, mà điều kiện này là vua Tịnh Phạm Vương đã biết rồi, đã biết trừ từ khi mà thái tử chào đời thì lúc bây giờ A Tư Đà Tiên Hiền tức là đã dự ngôn là sau này thái tử sẽ xuất gia tầm đạo và sẽ trở thành một cái vị chuyển luân thánh vương để cứu độ chúng sanh. Cho nên lúc ấy thì Đức Vua Tịnh Phạn Vương đã sắp xếp để cho thái tử quên đi ý định xuất gia tầm đạo. Nhưng mà cái gì cũng vậy đồng đạo, nhân duyên mà, khi mà duyên đến rồi thì thật sự là cản không nổi, không có một sức mạnh nào mà cản được cái nhân duyên khi đến với chúng ta. Cho nên lúc bây giờ thì vua Tịnh Phạn không thỏa mãn được các ý của thái tử đặt ra. Bây giờ nếu vương phụ không cho con xuất gia thì vương phụ làm sao cho con đừng già, đừng bệnh, đừng chết, và làm sao tất cả chúng sanh cũng y như vậy. Thì với một cái điều kiện này phải nói gọi là rất là khó. Có thể nói ngoài vua Tịnh Phạn Vương thì xã hội loài người lúc bây giờ không có ai có một cái điều kiện khả năng để đáp ứng được cái nhu cầu cần thiết tất yếu của thái tử Siddhartha. Thì chính vì vua không đáp ứng được nhu cầu này cho nên lúc bây giờ thì lìa, tức là Đức Phật chúng ta lúc bây giờ mới lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá song pha bờ bụi. Ngày thở ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì, và Đức Thầy mới diễn là trải bao phen lao khổ xiết chi. Thì cái khoảng thời gian mà trải bao phen lao khổ xiết chi này thì chúng ta có thể hiểu trong lịch sử đạo Phật. Lịch sử đạo Phật mà Đức Thầy dạy là theo Đại Thừa Phật Giáo chứ không phải là Phật Giáo Nguyên Thủy. Phật Giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa Phật Giáo thì cái niên hạn đó, cái niên hạn, cái quá trình thời gian tu hành, thời gian xuất gia tầm đạo, cái lứa tuổi và thời gian trụ thế thì không giống nhau. Đại Thừa thì Đức Phật truyền đạo 49 năm, mà Tiểu Thừa thì Đức Phật truyền đạo 45 năm. Rồi Đại Thừa thì Đức Phật xuất gia năm 19 tuổi, mà Tiểu Thừa thì nói rằng Đức Phật xuất gia năm 30 tuổi. Cho nên hai cái vấn đề này nó không có khớp với nhau. Do đó thì khi mà đồng đạo chúng ta xem về cuộc đời Đức Phật ở các cái truyện tích kinh điển thì chúng ta phải nhận định đúng
Đức Thầy nói là nói theo kinh nào. Và đồng thời thì nếu nói theo tiểu thừa thì Đức Phật không có cái thời gian là 5 năm tầm sư hành học đạo, mà chỉ gãy gọn ở 6 năm tu khổ hạnh thôi, để đúc kết lại cái quá trình mà Đức Phật xuất gia tầm đạo đến 30 tuổi đó. Cho nên hôm nay cái mà chúng ta trình bày là trình bày theo là Đức Thầy trải bao phen lau khổ chiết chi, là Đức Phật chúng ta đã tầm sư 5 năm tầm sư học đạo. Nhưng một điều, lúc đầu thì làm đệ tử, nhưng mà sau đó một thời gian thì làm thầy, tức là làm thầy của thầy. Bởi vì các vị thầy mà Đức Phật chúng ta lúc bây giờ tiếp nhận để tu hành thì không làm cho ngài thỏa mãn. Cho nên lúc bây giờ thì hết vị thầy này, đến vị thầy khác, và cuối cùng tốn thời gian rất là dài 5 năm mà chưa có được cái gì cả. Cho nên lúc bây giờ Đức Thầy mới dạy thêm là ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Cho nên lúc bây giờ thì ngài mới về ở bờ sông Rạch Ninh Lương Thiền, ở khổ hạnh lâm thì tu khổ hạnh 6 năm. Và sau đó thì nhận định được hai yếu tố, tức là nếu hành sát ép sát thái quá thì đạo chưa đắc, thì cái thân này là bỏ. Mà nếu để sát thân này sung sướng quá, ăn ngủ nhiều quá, không lo hành đạo, thì biết bao giờ đạo mới đắc. Cho nên lúc ấy thì Đức Phật chúng ta đã nhận định đúng con đường trung đạo, thọ nhận một bát sữa, và sau đó thì ngài tắm gọi và ngồi nhập đại định 49 ngày với cội Bồ Đề. Và cuối cùng thì Đức Thầy dạy là đạo gần đắc, ma vương theo quấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước khu trương độ chúng. Như vậy thì lúc này Đức Phật chúng ta đã hoàn toàn đắc đạo. Và đáng lẽ ra Đức Phật đắc đạo thì Đức Phật phải nhập Niết Bàn để hưởng cái cảnh sen báo nặc mùi. Nhưng mà vì ngài có một cái thần thông, và ngài mới quán chiếu tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh cả, nhưng mà vì bị khuất lấp cho nên không đắc đạo, cho nên mới luân hồi thống khổ. Thì đây là một cái điểm quan trọng nhất mà Đức Phật mới trụ thế 49 năm truyền khai chánh pháp. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Và sở dĩ tại sao phô trương độ chúng, bởi vì ngài bèn xét ở trong Phật chủng, có nghĩa rằng đây là cái nguyên nhân mà Đức Phật ngày xưa lăn bánh xe pháp suốt vùng chư Trung Ấn Độ. Và đây là một vị Phật khai mở một cái sự nghiệp giáo đạo cho chúng sanh vào con đường giải thoát. Và sự nghiệp giáo đạo đã thành công, bởi vì Đức Phật đã nhìn đúng được, và Đức Phật đã diệu dụng tùy theo căn cơ quá độ mà ngài đã độ hằng hà sa số chúng sanh đã giác ngộ giải thoát. Cho nên ngài mới dựa vào cái ý này là ngài bèn xét. Cái xét đây là cái xét của Đức Phật, cái xét của một vị hoàn toàn đắc được lục thông, cái xét của một vị đã hoàn toàn có được ngũ nhãn, có được tam thân, có được tứ trí, có được kim thân, trở thành một vị Như Lai, cũng như cái xét của thầy chúng ta. Cho nên những cái xét này thì thật sự là bản thân mình khi đọc kinh, xem sách, đọc là Đức Thầy thì mình rất là cảm nhận. Cho nên chúng ta thấy rõ là Đức Thầy giới thiệu nha. Đây là mình bàn nãy giờ, Đức thông qua Đức Thầy giới thiệu chúng ta mới biết đó. Thì ngài bèn xét là Đức Từ Phụ Đức Ca Mâu Ni, ngài bèn xét ở trong Phật chủng. Như vậy thì Phật chủng nói cho đủ là chủng tử Phật, có nghĩa là trong cái hạt giống á, cái hạt giống Phật đó. Thì quý vị biết rằng khi một cái cây mà muốn được nảy mầm, đâm chồi ra lá và cuối cùng thì đơm qua kết quả, thì phải bắt đầu từ hạt giống. Và đặc biệt thì hạt giống gì sẽ ra cây đó, đây là một cái quy luật chung rồi. Nếu mà giống cây thì hạt giống ớt thì ra trái ớt, chứ đâu bao giờ hạt giống ớt mà ra trái cà đồng đâu. Rồi ví dụ như chúng ta những cái hạt cà rồi những hạt cây đắng thì đương nhiên nó ra cái trái cái cây và cái trái cây đắng. Như vậy thì cái sự nghiệp tu tập của Đức Phật cũng vậy, cũng giống như một cái cây, mà cõi cây này thì được theo lịch sử Phật giáo, theo học thuyết Phật giáo thì cây này được gọi là cây Bồ Đề, hay gọi là Tát Bát La, tức là Bồ Đề là giác, Bồ Đề là Phật. Lúc ấy thì cây này cũng chưa có tên, nhưng mà vì Đức Phật đắc đạo ngồi 49 ngày với cõi Tát Bát La là cây Bồ Đề, tức là Tát Bát La Thụ, cho nên lúc bây giờ thì thế gian mới đặt tên là cây Bồ Đề, chứ Bồ Đề là giác đó, Bồ Đề là Phật. Mà đoạn khác thầy cũng dạy là chí toan gieo giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Kính thưa đồng đạo, hoặc là chữ Bồ Đề như cõi Bá Tòng, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Cho nên Bồ Đề là muốn nói rằng đây là xuất phát từ cái hạt giống Phật, rồi sẽ có lên một cái cây Phật,
Và lúc bây giờ sẽ ra một cái hoa trái Phật thì để là chúng ta hiểu về cái chủng tử. Như vậy thì qua cái lời dạy của Đức Thầy, nhắc lại cuộc đời Đức Phật, nhắc lại cái xét Đức Phật, thì Đức Phật xét rằng đó, Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, có nghĩa rằng xét lại cái chủng tử Phật, thì lúc bây giờ Ngài mới phát hiện được là các chúng sanh đều có như ta. Và chẳng những Đức Phật chúng ta phát hiện, mà sau đó đồng đạo thấy rằng trong các vị tổ, tổ tổ tương truyền, thì quý vị thấy cái trường hợp của Ngài Huệ Năng cũng vậy, thì Ngài Huệ Năng cũng đã phát hiện được điều đó. Mà lúc đầu giả gạo bữa củi, lúc ấy tâm đã sáng rồi đúng không, nhưng mà vẫn chưa phát hiện được. Cho mãi đến là canh ba đi mấy, khi mà vào gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vào Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thuyết cho một cái tràng pháp kinh Kim Cang, khi đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì lúc bây giờ Ngài đã hoàn toàn sáng. Ngài đã hoàn toàn sáng, cho nên Ngài mới ngâm một bài kệ: Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh kệ tịnh, hà kỳ tự tánh bổn lai động diêu, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt, hà kỳ tự tánh năng sanh diệt pháp. Có nghĩa là nào về cái tánh mình vốn thanh tịnh, nào về cái tánh mình vốn không lai động, nào về cái tánh mình vốn đầy đủ, nào về cái tánh mình vốn sanh muôn pháp. Bởi vì tánh mình là Phật, tâm mình là Phật, thì những cái gì mà Đức Phật có, thì những cái đó tất cả chúng ta đều có. Và từ đó cho nên khi mà Đức Lục Tổ được phó thác truyền y bát, thì trong Pháp Bủ Đàn Kinh, Đức Lục Tổ chỉ nói gọn: muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Như vậy thì chỗ này Đức Thầy dạy ở chỗ này là các chúng sanh đều có như ta, là ở cái chỗ là có cái quý giá cũng như Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Mình phải nhớ kỹ cái án văn này, Đức Thầy đang nói chữ ta này là Đức Thầy đang nói là Đức Phật á, mà chữ ta này cũng là Đức Thầy. Rồi sau đó một thời gian đến Trúc Lâm Tam Tổ, tức là Điều Ngự Giác Hoàng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thì đây là vị Phật Việt Nam chúng ta. Cho nên quý vị mình cũng tự hào với năm châu bốn biển Việt Nam chúng ta có Phật đó. Chẳng những Ấn Độ có Phật mà Việt Nam chúng ta cũng có Phật. Và vị Phật này sau khi thành đạo thì Ngài cũng có một cái bài kể: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tất sang hề thốn tất niên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vắng thiện. Có nghĩa là sống ở đời vui với đạo tùy duyên. Thật sự hồi đó đồng đạo biết, khi mà tôi đọc đến cái bốn câu kệ này là tôi đã phải nói gọn là mình rất là quan hỷ, rất là suy nghĩ. Bởi vì thật sự ở đời, nếu mà nói cái hoa trái, những cái vui vẻ ở đời thì không có gì mà chúng ta tùy duyên. Tức là sống theo nhân duyên đó, thuận cũng được mà nghịch cũng được. Thuận nghịch là hoàn cảnh ở bên ngoài, nhưng mà tâm chúng ta đừng thuận nghịch. Đối với cảnh nghịch đồng đạo vẫn vui, đối với cảnh thuận đồng đạo vẫn vui. Mà nếu đồng đạo sống được với một cái khái niệm là tùy duyên đó, mà ngày xưa Đức Phật cũng dạy là tùy duyên vui, là nếu mà chúng ta tùy duyên đó, phải trừ được cái nghiệp cũ. Mình sống mà tùy duyên là chúng ta đã đoạn trừ cái nghiệp cũ, mình không còn bị nghiệp cũ nữa. Và tổ mới dạy thêm đó: đói thì ăn, tức là đói ăn, khát uống, tối ngủ liền. Cái câu này thì nhiều người dịch lắm, nhưng mà tôi dịch nghĩa ý của tôi. Tức là đói ăn, khát uống, tối ngủ liền. Trong nhà có báo tầm đâu nữa, đối cảnh vô tâm, tức là chẳng hỏi thiền. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc cái này rồi thì đồng đạo thấy không? Mình thấy có một cách sống rất an lạc. Mình không có cầu kỳ, không có đòi hỏi. Nếu mà đói thì chúng ta ăn, khát thì chúng ta uống, tối ngủ, không có quan tâm đến. Và đặc biệt cái câu mà then chốt đây là trong nhà có báo, tìm đâu nữa. Như vậy thì trong nhà có báo là chúng ta có Phật tánh. Đây là các chúng sanh đều có như ta, trong nhà có báo tìm đâu nữa. Cho nên điều kiện này Đức Thầy cũng dạy rất rõ là đường đạo lý, cho nên chán nản. Hãy bền lòng tầm Phật trong tâm, Phật Tây Phương thì quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí đồng đạo. Tất cả đồng đạo chúng ta phải quay về cho lý mình, hoặc là nhàn thanh tìm kiếm nơi tâm. Phật cũ ngày xưa hãy đáng tầm, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, đều có Phật cũ nơi tâm chúng ta, phải không? Cho nên ở đây tổ mới dạy là trong nhà có báo tìm đâu nữa. Đối cảnh vô tâm, đối cảnh vô tâm có nghĩa là mình không ô nhiễm lục trần. Mình thì đối cảnh hữu tâm, mình còn nhiễm, mình còn mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao, cho nên chúng ta mới rớt. Mà nếu đồng đạo chúng ta đối cảnh mà vô tâm, mắt không ưa xem sắc đẹp,
tai không ưa nghe tiếng hay, mũi không ưa ngửi hương thơm, lưỡi không ưa đồ ngon béo, thân không ưa sự sung sướng, ý không ưa chất phản cao, thì mình đắc đạo rồi. Đó là chúng ta sống trong thiền định. Nếu đồng đạo nào đối cảnh mà tâm mình không dính cảnh, đối cảnh mà tâm mình không nhiễm cảnh, gọi là cư trần bất nhiễm lẫn tục đừng mê, là chúng ta đang sống tuệ thiền đó. Đó là thiền của tổ, mà đó cũng là thiền của thầy. Chứ không phải chúng ta ngồi thiền một ngày 5-10 tiếng đồng hồ, lúc ngồi thiền thì tốt lắm, tướng đạo thì ngon lành lắm, mà rời khỏi cái thiền rồi thì tánh nào tật nấy, thì như vậy là chưa đúng nghĩa của thiền. Thiền là không ô nhiễm. Như vậy thì thông qua các ý đó, thì giờ này Đức Thầy chúng ta cũng dạy không khác đồng đạo. Nếu nói về chỉ điểm trong tâm của tôi và quý vị, Đức Thầy giảng chảy rất là nhiều. Nhưng mà trong các cái điều kiện đó thì chúng ta lưu ý nhất là cái đoạn mà Đức Thầy dạy trong bài Sa Đéc: khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh trong vòng sanh chúng, ai mê tâm nghe qua không phụng, ráng suy tầm đặng mở tánh linh, lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Như vậy thì qua 6 câu giảng, Đức Thầy cũng trực tiếp chỉ cho đồng đạo chúng ta biết, cũng như Đức Phật, cũng như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cũng như là Lục Tổ Huệ Năng, chỉ ngay trong nội tâm chúng ta có Phật. Nhưng mà thời kỳ này Đức Thầy dùng từ khó. Cái điều nào mà Thầy dạy khó là chúng ta thấy cực kỳ khó. Chứ giống như đoạn khác thì là khó gặp chữ không không mà có. Tức là chuyện cao siêu Phật Pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Thì thật sự là mình rất là khó, gặp chữ không mới có. Còn chúng ta tìm cầu cái có, những cái hiện hữu này thì hoàn toàn nó là không. Mà cái chúng ta tìm là tìm vào cái vô vi chánh pháp khởi người ơi, chứ chúng ta không tìm cái hữu vi. Như vậy thì Đức Thầy dùng cái từ là khó tìm cho gặp chủ nhân ông. Vậy thì chủ nhân ông là Phật tánh. Trong giảng Thầy có hai chủ nhân ông. Một chỗ là chỗ này, một chỗ là Thầy dạy rất rõ trong cái bài Để Chân Đắc Bắc. Kính thưa đồng đạo, gắn chí kiếm tìm chủ nhân ông, tuổi trẻ đầu xanh khoanh tay ghế, liệu lượng dương trần hỡi núi sông. Thì cái từ chủ nhân ông mà trong Để Chân Đắc Bắc, thì chủ nhân ông này không phải Phật tánh, mà chủ nhân ông này là chủ quyền dân tộc. Trong giai đoạn nước Việt Nam chúng ta đang bị người Pháp đô hộ, Đức Thầy đang nói về tình dân tộc. Còn ở đoạn trong bài Sa Đéc này, Đức Thầy đang nói về Phật tâm. Chủ nhân ông là Phật tánh, là cái hằng hữu quý giá, mà Thầy dạy là khó tìm cho gặp chủ nhân ông. Thật sự là khó, khó cho nên chúng ta mới còn ở đây. Chứ nếu tìm được rồi thì chúng ta về bên kia. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc Phật hằng hạ, ta ráng bền lòng Phật chẳng xa, mà Thầy dạy rất rõ trong cái bài Muốn Rõ Đạo Màu. Như vậy thì nếu như tìm được Phật tánh thì giờ này tôi bảo vệ chúng ta qua bên kia ngồi. Mà đồng đạo nhớ kỹ rằng Đức Thầy xác định Đức Phật ngày xưa thì dạy rằng Phật đắc đạo về Tây Phương đông như cát sông Hằng. Nghe câu này mừng lắm, bởi vì có rất 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 nhiều người đắc đạo. Rồi Bồ Tát thì sao? Bồ Tát thì đông như vi trận. Kính thưa đồng đạo, bởi vì giới minh như nhật nguyệt, diệt nhanh lạc châu, vi trận Bồ Tát chúng, do thị thành chánh giác. Có nghĩa là giới sáng như mặt trăng, như mặt trời, như hạt châu anh lạc. Bồ Tát nhờ hành trì giới lực đắc đạo đông như vi trận. Vi trần là bụi nhỏ đồng đạo, tức là đến nỗi là chúng ta không đếm được. Bồ Tát đắc đạo đông như vi trần, còn Đức Phật thì nhiều như cát sông Hằng. Rồi nghe cái này mừng quá, có nghĩa là quá nhiều người đắc đạo rồi đúng không? Quá nhiều người rồi. Mà hôm nay Đức Thầy cũng dạy là Tây Phương Cực Lạc Phật hằng hạ. Thì Đức Thầy nói cái câu giảng này là Đức Thầy đang nhắc là Đức Phật. Quý vị ráng tu, khi mà chúng ta ngộ được Phật tánh rồi, mình tìm được chủ nhân ông rồi, thì chúng ta đắc đạo về bên kia, thì mình sẽ hòa hợp với các vị Phật bển. Thì lúc bây giờ đông như các sông Hằng đó, chứ không phải ít người đắc đạo đâu đồng đạo. Mình phải nhớ điều này nhé. Và đồng thời Đức Thầy mới dạy rất rõ là khó tìm gặp chủ nhân ông. Ở đâu mà khó tìm? Bởi vì còn ẩn ánh nơi vòng sanh chúng. Như vậy thì hiện giờ Phật tánh còn ẩn ở trong vòng sanh chúng. Vòng sanh chúng này có hai nghĩa. Một là ẩn trong chúng sanh, đồng với cái câu giảng này mà Thầy rất rõ là các chúng sanh đều có như ta. Và nghĩa thứ hai là vòng sanh chúng này là ẩn ở trong vọng niệm chúng sanh. Bởi vì nếu chúng ta còn vọng niệm chúng sanh thì Phật tánh chúng ta nó khuất, Phật tánh chúng ta nó ẩn ánh là ánh sáng này bị ẩn bởi vọng niệm chúng sanh, tức là bởi những cái sự suy nghĩ. Nội đồng đạo chúng ta còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng. Rồi thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó.
rồi danh lợi cảm tình quý vị phú quý hàng ngày ghi nhớ, thì những cái ghi tưởng nhớ trong tà niệm đó là vô tình chúng ta đã đè, chúng ta đã lấp, làm cho khuất đi cái hạt giống Phật, chủng tử Phật trong lòng mỗi chúng ta. Cho nên Đức Thầy mới dạy ở chỗ này, còn ẩn ánh nơi vòng sanh chúng, có nghĩa là giờ này Phật tánh bị ẩn trong cái vọng niệm chúng sanh, mà giờ này đồng đạo thấy Phật tánh, chúng ta phải diệt cái vọng niệm chúng sanh. Thì một lát chúng ta bàn sâu hơn vấn đề này. Khi mình nói đây là chúng ta đã có được một cái mấu rút rồi, chỉ cần đạo diệt được vọng niệm chúng sanh thì Phật tánh hiện bài, quệ nhược hiện bài đồng đạo. Cho nên Thầy mới dạy là còn ẩn ánh nơi vòng sanh chúng, và Thầy mới dạy là ai mê tâm nghe qua không phủng. Cái người mới nghe làm sao phủng đồng đạo? Ở cái người tỉnh như mình mà nghe còn chưa phủng hồi người mới. Có nghĩa là người mê là gì? Người nghe đạo lý thì mê. Người này là người tỉnh, kẻ lại nhúng trời nó lão kiếm cơm, thì người này là người mê đây. Vì vậy nên ai mê tâm, nếu một con người mà tâm chúng ta còn mê quá, tâm chúng ta còn chạy dục lạc thế gian nhiều quá, nghe lời Thầy dạy không có phủng đồng đạo ơi. Nghe bên Tây đổ bên Tàu hết, nghe rồi thì cũng phủi rồi, như Đức Thầy dạy không có bao giờ đem vào tâm một lời nào đâu. Mà thật sự quý vị, thật sự là như vậy. Nhiều khi một người nào đó, người thân của mình, mình muốn người đó tu lắm, mình khuyên lắm, mình dùng những cái lời lẽ mình khuyên mà nói rồi gần như là nói cho qua loa, không nghe theo. Bởi Thầy dạy ai mê tâm nghe qua không phủng. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng đồng đạo ngồi đây mình không có mê tâm. Nếu mê tâm giờ này mình ở nhà đâu có cực khổ, ngày nào cũng giữ thiết giảng hết. Ngồi phải nói rõ là bên ngoài thì thời tiết 38-39 độ, trong này thì đông người khoảng 300-400 người hầm nực, rồi thêm đói bụng nữa. Mà đồng đạo chúng ta vẫn yên lặng ngồi nghe là chúng ta quá tỉnh rồi. Đây là điều mình phải nói gọn là hết sức là hoan nghênh. Hoan nghênh cho tình đồng đạo chúng ta quý vị à. Mình không có mê. Nếu mình mê là giờ này mình chạy danh lợi rồi, đâu có tốn một cái thời gian quý báu để chúng ta ngồi đây kính thưa đồng đạo. Đó là điều thực tế mà chúng tôi nói ngay đây. Cho nên mong rằng đồng đạo chúng ta tỉnh nhé. Bởi vì Thầy dạy là ai mê tâm nghe, người ai quê mê tâm nghe qua không phủng. Cho nên Đức Thầy mới dạy là lòng ngộ rồi chẳng để nhiều kính. Ai mê tâm nghe qua không phủng. Mà Thầy đắc rõ, cho nên mê thì nghe không phủng. Nhưng mà khi chúng ta ngộ, chúng ta thấy được rồi, hiểu được rồi, thì lúc bây giờ không cần nhiều kính. Bởi vì nhiều kinh mà đồng đạo chúng ta thông về kinh mà mình không hiểu lý kinh, không hành theo kinh, thì lúc bây giờ việc sách đèn miệng đọc tai nghe, không hiểu lý như ghe chở khẩm, thì lúc giờ mình chỉ là một cái đẩy đựng sách thôi. Cho nên hôm nay Đức Thầy nói ở chỗ này lòng ngộ rồi không đợi nhiều kinh là Đức Thầy phá chấp. Chúng ta mượn kinh, nhưng mà mượn kinh hành theo kinh, mượn lời Đức Thầy hành ra lời Thầy, chúng ta tìm hiểu nghĩa. Cái nó cốt lõi là chúng ta tìm Phật tánh, mượn kinh làm phương tiện để tìm Phật tánh. Mà khi được họ tìm được Phật tánh rồi, lúc bây giờ chúng ta đâu có đem thuyền bè theo, kính thưa đồng đạo. Cho nên Thầy mới dạy lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Vậy thì khi mà thấy được bổn lai diện mục, lúc bây giờ chúng ta đã gặp được Phật rồi, đã tìm chủ nhân ông rồi, là mình đã ngộ nhập Phật tri kiến rồi. Thì đó là cái ý mà chúng tôi nói ở đây, để mỗi đồng đạo chúng ta có một cách nhìn rộng một chút, khai thác rộng một chút. Cho nên Đức Thầy dạy chỗ này để mỗi đồng đạo chúng ta nhận định là các chúng sanh đều có như ta. Như vậy thì các chúng sanh là gồm đủ chúng sanh trong tứ loại: thai sinh, rồi nõn sinh, rồi thấp sinh, rồi quá sinh. Chúng sinh trong tứ loại đều có cái hằng hữu Phật tánh như Đức Phật. Cho nên từ đó thì đồng đạo chúng ta sẽ phá vỡ cái sự phân biệt. Hầu đó mà khi chưa hiểu đến đây thì đồng đạo chúng ta còn phân biệt người giàu, phân biệt người nghèo, phân biệt người già, phân biệt người trẻ, phân biệt người thông, phân biệt người dốt, vân vân vân. Thì đó là do chúng ta chưa hiểu. Cho nên khi mà hiểu đến đây rồi là mình phá vỡ đồng đạo. Bởi vì giàu giàu hay nghèo, giàu thông hay là cái người tối, nhưng mà cái Phật tánh vốn là nó đồng với nhau đồng đạo. Rồi ngoài cái việc chúng ta không còn phân biệt giữa con người với nhau, mà chúng ta cũng phá vỡ luôn cả cái định kiến giữa cái con người với các loài thú cầm sinh vật. Bởi vì nếu không hiểu đến đây thì mình có một cái định kiến, một cái thành kiến, một cái ác kiến là con vật này nó phải là thức ăn của mình, mà xã hội cho rằng đây là vật dưỡng nhân, thì điều này Đức Thầy không chấp nhận rồi. Chẳng khá dựa vào lý vật dưỡng nhân, thú vật sanh ra mà nuôi dưỡng con người, mà giết nó một cách quá đáng, Đức Thầy không chấp nhận. Cho nên khi mà chúng ta hiểu các chúng sanh đều có như ta, thì giờ này mình cụ thể quá vấn đề nè. Hầu đó mình khi dễ con gà, con vịt, con chó, con mèo, bởi mình đâu có biết nó là Phật tánh đâu.
Nhưng mà giờ này mình hiểu được rồi, thì gặp con mèo mình xem đó là ông Phật. Ông Phật sẽ thành ông Phật tương lai. Gặp con chó mình cũng xem đó là ông Phật tương lai. Gặp con gà, con vịt, con cá, luôn cả con ruồi, con muỗi, con sâu, con bò, tất cả vạn loài hữu tình, thì mình phải xem nó đó là những Phật, những ông Phật của tương lai. Mà điều này ngày xưa Đức Phật đã tuyên bố rồi. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ta là Phật hiện tại, chúng sanh là Phật tương lai, đồng đạo. Phải không quý vị? Cho nên hôm nay mà đồng đạo hiểu tới đây rồi đó, thật sự nếu mà chúng ta nhận định đúng vấn đề tại đây, cại miệng kêu chúng ta ăn mặn mình không ăn, đồng đạo. Không dám ăn mặn đâu. Có ai nỡ nào mà vì nuôi dưỡng một Phật tánh này, một chủng tử Phật này, mà lại chúng ta đem giết hại một chủng tử Pháp, một ông Phật khác để nuôi ông Phật này, thì điều này là không thể. Không thể, đồng đạo. Vì vậy nên những đồng đạo ăn trái trường thì đồng đạo hiểu lý đạo chỗ này nè. Cái chỗ này gọi là chay được tấm, chay được tánh, chay tâm mới quý. Khi hiểu đến đây rồi chúng ta không còn sợ ngã mạn nữa. Bởi vì khi nhìn con Phật hình hài, đâu có nhìn hình hài của nó. Lúc mình chưa ngộ vấn đề này thì mình nhìn hình hài con vật này, đây là con gà, con vịt, con cá. Nhưng mà khi mà chúng ta ngộ rồi thì cách nhìn chúng ta nó sẽ đi sâu, sâu lắng vào trong nội tâm của nó. Hình hài bên ngoài nó chỉ là giả tạm thôi, do một cái quy luật luân hồi thôi, phong đồng đạo. Nhưng mà cái cốt lõi, cái cốt tỷ, cái bản chất bên trong của nó là gì? Đó là Phật tánh, là chủng tử Phật. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là giống thú kia là loài sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức, thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng đức hồng trận. Kính thưa đồng đạo, Thầy dạy rất rõ trong Giác Mê Tâm Kệ. Cho nên muốn nói đây là một cái cuộc chạy đua. Tại sao tôi dùng cuộc chạy đua? Bởi vì hôm nay muôn loài đều có đạo, như ta chúng ta nhắc hồi nãy trong Pháp Bộ Đằng Kinh. Thì giờ này mình làm một cuộc chạy đua, mạnh con người thì con người tu, rồi xuất sanh các loài thú cầm sanh vật thì họ cũng có cách tu của họ, để coi cái người nào giới luật tinh nghiêm, người nào tu hành thiền định chân chánh, được nhận định Phật tánh, thì tất cả sẽ về đích. Tất cả về đích. Ở đây con người chúng ta mà nếu loi thôi đó, như Thầy dạy là loi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nẻ khó qua nẻo cặp xà, một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi trí hỡi, hỡi đâu là, mà Thầy rất rõ trong bài Nghĩ Việc Viên Cát. Như vậy ở đây mà nếu đồng đạo chúng ta tu mà lai rai tu từ từ đó, coi chừng chúng ta đắc đạo, thua các loài khác. Bởi vì giờ này là một cuộc chạy đua mà. Quý vị thấy không, giữa con thỏ và con rùa. Con thỏ thì tự cao, tự đại, cao ngạo, nhưng mà cuối cùng về đích thua con rùa. Vì vậy nên từ đó mình mới nhận định để mình phá vỡ những cái ranh giới để chúng ta đến với nhau hơn. Thì tình thương nhân loại ở tại đây. Tại sao Đức Thầy chúng ta đã đa mang một khối tình dường như thệ hải với sơn minh, tình yêu mà chẳng điên ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Kính thưa đồng đạo, bởi vì chúng sinh là Phật hết mà, phải không? Cho nên cách nhìn của Đức Thầy chúng ta nhìn ai cũng là Phật hết. Bởi vì Đức Thầy chúng ta đã nhận định rồi, các chúng sanh đều có như ta, còn chúng tôi và quý vị thì chúng ta lại nhìn khác. Cái này là người thân của tôi nè, cái cô này là bạn tôi nè, cái cô này cho tôi mượn tiền nè, cô này là cái người là thường là khen tặng tôi nè, còn người này là người tôi không ưa, người này toàn nói xấu tôi không à, người này hại tôi không à, không đồng đạo, người này bữa trước mượn tiền không cho nè, người này nghèo rớt mượn tôi mà chơi cái gì. Thì chính vì cái sự phân biệt đó mà chúng ta mới dậm chân tại chỗ, chúng ta mới ở đây hoài, đồng đạo à. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta khi mà xem mình đọc qua hai cái câu giảng này, ngài bèn xét ở trong Phật chủng các chúng sanh đều có như ta, thì mình phải nhận định điều đó, mình nhận định đúng theo lời Đức Phật và Đức Thầy, để đồng đạo chúng ta có được một cách hiểu. Cách hiểu này gọi là hài hòa đồng điệu, cách hiểu là thực tế. Kính thưa đồng đạo, tôi nói ví dụ hồi đó quý vị chưa hiểu đến đây thì đồng đạo chúng ta còn phân biệt dữ lắm, còn hơn thua dữ lắm. Nhưng mà giờ này hiểu đây rồi, mình không còn phân biệt nữa, tức là bất phân nhân với ngã, không còn phân biệt nữa. Thì khi mà đồng đạo không còn phân biệt, hiện tại đồng đạo đang sống trong cái cảnh gọi là cái cảnh, phải nói gọn là thần tiên tại thế, cái cảnh cực lạc tại thế gian. Bởi vì trong nội tâm chúng ta, cái điều mà làm cho tôi vợ bị khổ là gì? Phải là phân biệt không? Phải là bản ngã không? Phải là ưu sầu không? Cũng chính vì chúng ta còn phân biệt cái này được cái kia không, cái này tốt cái kia xấu, phải không đồng đạo? Cho nên chính vì cái sự phân biệt đó mà cuối cùng thì phiền não ngăn che,
chân tâm mà ám, mà về ý tưởng ở đây đồng đạo không còn phân biệt, thì lúc bây giờ ta và người, người và ta vốn dĩ là một, đâu có là hai đồng đạo. Hai ở đây là hoàn toàn do định lực chi phối, nhưng mà cái bản chất, cái cốt lõi bên trong gọi là, tức là nhất thù, tức là cái vấn đề là vạn thù quy nhất bổn đó, mà nhất bổn tán vạn thù, có nghĩa là mình lúc đầu thì do nhất bổn tán vạn thù, nhưng mà khi đến đây rồi thì vạn thù quy nhất bổn, tất cả chúng ta không có khác, khác ở nhau màu da, ở thứ tiếng, khác nhau ở gương mặt, khác nhau mọi thứ, ở hình hài là do định nghiệp chi phối, nhưng mà cái cốt lõi bên tâm, trong tâm chúng ta chỉ có một thôi, đó là Phật tánh, mình phải nhận định đó là chủng tử Phật. Như vậy thì sở dĩ cái nguyên nhân tại sao tôi và quý vị không phát hiện ra nó, thì Đức Thầy mới dạy thêm, đó là bị vô minh vọng tưởng vải tạ. Cho nên cái nguồn gốc chính yếu mà làm cho chúng ta không thấy được Phật tánh của nhau, có nghĩa là tôi không thấy Phật tánh của các vị, các vị cũng không thấy Phật tánh của tôi, phải không? Và tôi cũng không thấy được Phật tánh của tôi, là do đâu? Thì hoàn toàn là vô minh. Mà vô minh còn gọi là mê si, mà hồi nãy giờ chúng ta đã nghe đề tài mê si của đồng đạo Trang trình bày rất rõ rồi. Cái nơi đồng đạo cũng chính vì vô minh này, cũng chính vì mê si mà Thầy dạy ác thứ 10 đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chơn, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Cái đồng đạo phải không? Rõ ràng là chúng chính vì mê si mà chúng ta phạm tội, phạm tội xong rồi thành nghiệp ác. Mà khi mà chúng ta có thêm một tội thì cũng giống như có thêm đám mây đè nó phủ, nó mất đi cái Phật tánh của chúng ta. Vì vậy cho nên giờ này đồng đạo mới nhận định, nhận định đây Đức Thầy dạy là bị vô minh. Vô minh là mê si, chứ vô là không, chữ minh là sáng, vô minh là không sáng. Đối tượng của vô minh là trí tuệ, cho nên vô minh là tâm tối, mà trí tuệ là sáng, là huệ nhật hiện bày. Và đồng thời mười mê si đây, vô minh ở đây, thì xin thưa đồng đạo, nó đứng trong tam độc chướng. Dầu rằng tham lam sân nộ mê si, nhưng mà cái gốc là gì? Gốc là mê si. Nếu mà chúng ta không có mê si thì tôi và vị chúng ta đâu có tham. Mà nếu chúng ta có trí tuệ, không còn mê si thì chúng ta đâu có sân. Sở dĩ mình tham là tại mình tối, mình không nhận định cuộc đời là giả tạm, mình không nhận định được lời Đức Thầy dạy là tâm thánh, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, và ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đó mây đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Nếu mà có được trí tuệ rồi thì mình không còn mê si nữa, không còn vinh nữa, thì mình đâu có tham, đúng không? Rồi khi mà có được trí tuệ rồi thì mình đâu có còn sân. Sở dĩ giờ này mình còn sân là tại mình còn mê si, mình còn bản ngã, cho nên người ta động tới mình là mình nóng, người ta nói tới tên mình là mình giận, người ta xài xẻ mình là mình không chịu nổi. Còn nếu mình có trí tuệ rồi, người ta chửi Phan Chí Tâm, ồ Phan Chí Tâm là ông nào với tôi đâu, Phan Đồng Đạo là giả danh thôi, nó đâu có gì của mình đâu, thì đó là cái dấu hiệu của trí tuệ. Để chúng ta phải nói gọn là mình hiểu được điều này là chúng ta gọi là phủ sống, mất hết, không có còn phát hiện ra được một cái niệm sân hay một niệm sa, niệm tham nào cả. Cho nên ở đây là cái gốc à, bị vô minh là cái gốc à, cái gốc của tham sân si, mà vô minh ở đây cũng là cái gốc của 10 điều ác. Bởi vì quý vị biết rằng sở dĩ thân chúng ta mà hành sát sanh đạo tặc là do đâu? Phải do ý học, ý nó tính trước đồng đạo, ý tính trước. Cho nên Đức Thầy mới dạy là việc làm do lĩnh tâm hồn khiến sai. Mình muốn sát sanh thì tâm mình nó tính trước rồi đồng đạo. Mình muốn đạo tặc, tâm mình tính trước rồi. Và mình muốn tà dâm, có tâm mình nó tính mấy năm nay rồi, phải không đồng đạo? Nó đã chắc chúa rồi. Và đồng thời cái miệng mình cũng vậy. Sở dĩ chúng ta phạm lưỡng thiệt, ỷ ngôn khẩu vọng ngữ là cái nội tâm chúng ta nó đã tệ rồi mới phạm. Còn một người mà nội tâm trong sạch, nội tâm không tham, không sân, không si, thì đồng đạo mà cãi miệng người này, kêu người này nói chuyện ác khẩu không có đâu. Cho nên quý vị muốn biết nội tâm tôi làm sao á, muốn biết nội tâm của giáo viên Trang làm sao, dễ lắm. Chỉ cần ngồi nói chuyện chút xíu với nội tâm làm sao à. Mà nếu nói chuyện thật là chuẩn, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thoát ra trong chánh hiện từ, chỉ nói lời thương, chỉ nói lời phải nói rõ là thiện cảm, nói lời có lợi cho thiên hạ, không phạm bốn điều ác,
thì chúng ta đã nội tâm mình rất là tốt đó. Còn khi mình mở miệng, mình còn phân biệt, mình còn hơn thua, mình còn lưỡng thiệt, mình còn ỷ ngôn, mình còn ác khẩu, mình còn vọng ngữ, thì nội tâm mình quá mê si rồi, quá tham lam rồi, quá sân nộ rồi, đồng đạo, phải không? Cho nên Đức Phật mới dạy nè, khẩu dục vô duyên cái dục. Cho nên hôm nay cái miệng chúng ta nói do đâu? Thì do cái ý. Vậy thì chính vì cái thằng mê si này nó tắc hoài, cho nên lúc bây giờ nó sinh ra 10 điều ác. 10 điều ác, cái chính là ở chỗ mê si. Chỉ cần cắt mê si, bỏ đi mê si, thế vào hai chữ trí tuệ, thì lúc bây giờ coi như là đắc đạo, thay đổi liền, là sốc. Và đồng thời mê si vô minh ở đây, nó lại đứng đầu trong 12 duyên sanh. Cũng chính vì mê si vô minh mà chúng ta phải trải qua ba kiếp, gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai. Và được Đức Thầy diễn luận rất là chi tiết trong cái bài Thập Nhị Nhân Duyên. Từ ở chỗ vô minh sanh hành, đây là nói quá khứ. Có nghĩa rằng ở tiền kiếp chúng ta tâm tối. Cho nên chính vì tâm tối mà chúng ta sanh hành động. Vậy thì hành động tâm tối, hành động trong vô minh, mà nói một cách dễ hiểu là hành động trong 10 điều ác, phải không đồng đạo, là trong vô minh. Cho nên ở tiền kiếp chúng ta từ vô minh sanh hành, và từ hành này bắt đầu mới sanh thức. Thức là lúc bây giờ chúng ta có cái biết, mà cái biết này là gọi là cái biết trong vô minh. Cái biết này là gọi là cái ý thức trong cái hành đạo với cái sự sai sự của vô minh. Và chính vì vậy cho nên chúng ta bắt đầu thay trở lại ở kiếp hiện tại. Và kiếp hiện tại này bắt đầu chúng ta đào thai trở lại, cho nên từ ở chỗ thức mà sanh thành danh sắc. Như vậy chữ sắc là sắc thân, danh là danh thể. Danh ở đây cũng có nghĩa là tên gọi. Giống như tôi đứng ở đây thì nguyên cái sắc thân của tôi mà đồng đạo nhìn thấy đó là sắc đó. Và danh là tên của tôi, Phan Chí Tâm, đó là danh. Tất cả con người sinh ra trên đời này ai cũng được đặt tên, đấy đó là danh sắc. Và từ danh sắc này mới bắt đầu có lục nhập. Bởi vì trong sắc thân chúng ta đã có lục căn, và khi lục căn này ô nhiễm lục trần bên ngoài thì sanh ra lục nhập, tức là căn với trần sát với nhau, cho nên Đức Thầy gọi là nhập, tức là lúc này căn nhiễm trần. Vì vậy từ danh sắc nó sanh lục nhập, rồi từ lục căn nhiễm lục trần nó sanh xúc động. Xúc động là động đậy, lúc bây giờ chúng ta đã có cảm xúc, khi mà chưa gặp thì không nói chi, mà gặp nhau rồi bắt đầu có cảm xúc rồi đó. Rồi từ xúc động này mất sanh là thọ cảm. Thọ cảm là cảm tình đó, lúc này có cảm tình. Thì từ cái cảm tình này mất sanh thành ái. Ái là yêu, yêu cái vật đó, yêu cái người đó, yêu cái của đó. Rồi từ ái này mất sanh thủ. Trên đời này khi mình chưa yêu thì chúng ta không bảo thủ. Nhưng mà đồng đạo yêu cái món nào thì chúng ta bảo thủ món đó. Yêu con người thì bảo thủ con người. Yêu chiếc xe thì bảo thủ chiếc xe. Yêu cái nhà thì bảo thủ cái nhà. Yêu cây kiển thì bảo thủ cây kiển. Cho nên với ở cái chữ ái này nó rộng lắm đồng đạo. Và từ bảo thủ này mới sanh hữu. Hữu là có. Lúc bây giờ chúng ta nghĩ là có cái nhà này thật nè, có người đẹp trong mộng là thật nè, có chiếc xe là thật nè, có vợ con vườn tược là thật nè, đó là hữu. Cho nên chính vì có này thì đây là bảy duyên sanh ở hiện tại. Từ danh sắc, rồi sanh lục nhập, rồi xúc động, rồi cảm thọ, ái, rồi thủ hữu. Thì bảy nhân duyên này là bảy nhân hiện tại. Cho nên gần hấp hối, tâm thần sao sát, trí vẩn vơ, kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến phút lâm chung, giả cõi tạm ta đường tội phước. Thì lúc bây giờ gần đến ngày chúng ta chết, thì quý vị lúc nào nghĩ là có, có vợ, có con, có nhà, có cửa, nên mình luyến tiếc. Mà Đức Thầy dạy một đoạn ở chỗ này có nghĩa rằng đây là cái chuyện mà Đức Thầy xác định là thương nhà, tiếc của, biết hồi nào ngôi. Phải chi cái giờ phút cuối cùng đồng đạo đừng có hữu, mà chúng ta trở thành vô, tức là lúc bây giờ chúng ta không còn chấp nữa. Lúc đó mình nhận định là không có nhà, không có cửa, không có vợ, không có con, mà chúng ta còn một cái mảnh tâm thân thanh tịnh, một cái mảnh tâm trống vắng, mảnh tâm mà không có chứa một vật nào ở trong đó, thì chúng ta đâu có rơi vào hai cái nhân sanh sau cùng, tức là từ hữu sanh sanh, sanh 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 lão tử. Cho nên cái chữ hữu này là cái duyên sanh thứ 10 trong 12 duyên sanh, và nó là 7 duyên sanh ở kiếp hiện tại. Trước khi chúng ta bỏ xác, lúc bây giờ đồng đạo cứ hữu không, tức là có không à, trong tâm mình nó cứ xây cái có. Cho nên từ khi xây có này, khi chúng ta lìa đời thì chúng ta đào thai trở lại để nhận cái có hồi nãy. Cái thần thức chúng ta nó sẽ đi theo ý định chúng ta. Nếu mà ý tưởng đồng đạo ở đó lúc ấy là lúc quan trọng đó.
Cái giờ quan trọng, cái giờ mà phải nói gọn là cái giờ mà chúng ta giành giật với tử thần, thì đây là cái giờ quyết định, quyết định để tu chúng ta. Mà nếu cái giờ đó ý tưởng đồng đạo nó sẽ đi về hướng nào thì đồng đạo sẽ thoát sát thanh, sẽ chúng ta sẽ thoát sanh về cảnh đó đồng đạo, và mình sẽ bị cái nghiệp lực, nghiệp lực lôi cuốn chúng ta đi vào cảnh giới đó. Mà cái nghiệp lực là những cái chúng ta gây tạo hàng ngày, thì đây là cái vấn đề cần tư nghiệp đến rồi thì chúng ta khó cưỡng được lắm. Và từ đó mới sanh sanh, là sanh ra lại con người ở tương lai. Và từ sanh sanh thì lúc bây giờ chúng ta sẽ già, già rồi chết, gọi là sanh 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 lão tử. Thì đây là 12 duyên sanh. Cho nên khi bàn về thập nhị nhân duyên, đồng đạo phải nhớ cho tôi là ba kiếp nghe, không phải là một kiếp. Theo lời Đức Phật và Đức Thầy là ba kiếp, một kiếp ở quá khứ, một kiếp hiện tại và một kiếp tương lai như chúng ta giải bài hồi nãy. Thì hôm nay người học Phật của mình, đây là một vấn đề mà đồng đạo cần phải hiểu đó, phải nắm vững đó, để chúng ta biết cái hành đạo. Cho nên giờ này quý vị yêu cái nào là khổ cái đó, bảo thủ cái nào là khổ cái đó, và mình chấp nhất cái nào là chúng ta khổ cái đó. Bởi vì đó là nhân, đó là nghiệp, và từ cái nghiệp nhân đó nó sẽ đưa chúng ta càng ngày càng đi xuống, và không bao giờ chúng ta thoát khỏi sáu nẻo này. Cho nên đó muốn nói ở cái gốc, cái gốc ở cái chỗ vô minh mà chúng ta bàn ở đây, tức là mê si mà Đức Thầy đã dạy. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì bị vô minh là bị cái này nè. Sở dĩ mình bàn hồi nãy giờ cho nó rộng một chút, để chúng ta biết được cái tai hại, cái điều quan trọng trong sanh, sanh tử luân hồi, cái quan trọng tạo nghiệp cũng vì cái tối. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta là bị vô minh, vọng tưởng. Có nghĩa là vọng tưởng là làm chúng ta nhớ lên đúng không? Vọng khởi lên, tưởng nhớ lên. Và từ vọng tưởng này nó sẽ chuyển qua một trạng thái gọi là vại tà. Vậy thì vại tà là gì? Vại tà là không chánh đáng. Vại tà là những cái tư tưởng, những cái tư tưởng phải nói gọn là hung tàn bạo ngược, những cái tư tưởng đi ngược lại với chân chánh, những cái tư tưởng mà vị kỷ, những cái tư tưởng mà vì mình mà hại người, đó gọi là vại tà. Cho nên cái từ vại tà rất là rộng. Cho nên bị vô minh vọng tưởng vại tà, đây là cái gốc đồng đạo à. Cho nên hôm nay cũng chính vì vọng tưởng vại tà mà lúc về Đức Thầy mới dạy cái câu cuối cùng, để chúng ta thấy rõ, bị vô minh vọng tưởng vại tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Có nghĩa là quay lộn là tức là xây dòng, xây dòng đồng đạo, xây dòng cõi ta bà này. Mà cái từ quay lộn ở đây thì như một đoạn khác Thầy giải đắc rõ là chuyển luân trong nhân vật các loài, căng mờ ám làm điều dạy dỗ, thì đây là cái chuyện mà chúng ta quay lộn vào ba con đường ác. Nếu đồng đạo chúng ta mà mình không kiểm được mình để cho vô minh nó làm chủ, thì lúc nào cũng sống trong vận phụ lộng tưởng, lúc nào trong nội tâm chúng ta cũng những cái điều tà vại. Vại tà là tà vại đó, những điều không ngay thẳng chánh đáng đồng đạo trong nội tâm của mình. Thì nếu đồng đạo hằng hữu mà giữ các vấn đề này thì giống như chúng ta giữ bom nguyên tử, giống như chúng ta giữ thuốc độc, một ngày nổ tung cái đưa chúng ta xuống dưới liền, tức là xuống ba con đường ác. Cái nơi đồng đạo bởi trừ quay lộn đây nó đủ là sáu đường. Mà như Đức Thầy dạy rất rõ là trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ma cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Như vậy thì chướng nghiệp nhiều đời, đó là cái gốc là vô minh. Chính vì vô minh mà nó sanh chướng nghiệp nhiều đời, không phải một đời, nhiều đời. Cho nên khi chúng ta được về cõi trời, khi chúng ta được sanh làm người, khi chúng ta rơi vào chỗ thần Atula, và cũng có khi chúng ta mang cái thân súc sanh, có khi chúng ta mang cái thân ngạo quỷ, cũng có khi chúng ta đọa địa ngục. Bởi vì đây là luân chuyển mà. Cho nên Đức Thầy mới giải rất rõ là nếu không tu, chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắc trong vòng sanh tử luân hồi, xuống nghiêm đình thấy tội hỡi ơi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xả tội nó còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Một đoạn đó để đồng đạo chúng ta thấy rất là rõ, đây là một cái quy trình, cái quy trình của tạo hóa, cái quy trình mà Đức Thầy rất rõ, đây là nên quay lộn ta bà có khổ. Và khi Đức Thầy dùng cái từ cái ta bà như vậy thì ta bà là kham nhẫn, ta bà nói cho đủ là ta bà thế giới, mà ta bà thế giới nói cho đủ gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên ta bà thế giới không phải là một thế giới, mà ta bà thế giới nó bằng một cái thế giới chúng ta ở đây, 1000 cái quả địa cầu chúng ta ở đây cộng lại,
nó thành một tiểu thiên, một tiểu thiên thế giới. 1.000 cái tiểu thiên thế giới gộp lại thành một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới gộp lại thì lúc giờ thành là ta bà thế giới. Như vậy thì ta bà thế giới nó bằng 1 tỷ thế giới. Một con số 1 chính là số 0. Cho nên ngày xưa ông Lương Văn Tốt hỏi Đức Thầy đó, hỏi Đức Thầy về 3.000 thế giới ai là chủ. Đức Thầy mới nói là rõ ràng vì sao thế giới là 3.000. Ông Lương Văn Tốt nghĩ theo cái nghĩa đùi, ông nghĩ là 3.000 là có 3.000 thế giới à. Nhưng đâu phải, 3.000 thế giới là không đúng, mà tới 1 tỷ thế giới. Cho nên Đức Thầy mới hỏi là vì sao thế giới lại 3.000. Học đã rành chưa đến hỏi hát. Tôi nghĩ là rõ ràng này học chưa có rành. Ông nghĩ là ta bà có 3.000 thế giới, ông nghe nó tam thiên đại thiên thế giới, ông nói tam thiên là 3.000. Nhưng mà tam thiên đại thiên, tam thiên là tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, gọi là tam thiên mà cộng lại là 1 tỷ thế giới. Cho nên quý vị biết rằng chúng ta ở đây có 1 thế giới, mà chung quanh chúng ta có 1 tỷ thế giới. Đức Thầy dạy để cho Thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đàng xa chưa đỏ. Đức Thầy ta đâu nghỉ ngơi đúng không đọc. Đức Thầy ngày nay ở cõi này, ngày mai qua quả địa cầu khác, đi như vậy giáp vòng 1 tỷ thế giới. Mình làm thấy không? Cho nên giờ này mình còn nghỉ ngơi, Thầy đâu nghỉ ngơi. Ở Thầy không ở đây, nhưng Thầy sẽ qua quả địa cầu khác. Nhưng mà giàu 1 tỷ thế giới, 1 tỷ thế giới này có 2 cái chung. Cái chung thứ nhất là 1 tỷ thế giới này, chúng sanh trong 1 tỷ thế giới này lúc nào cũng luân chuyển, như chúng ta bàn hồi nãy là quay lộn. Cái chung nhất. Và cái chung thứ hai, 1 tỷ thế giới này thế giới nào cũng khổ hết. Cảnh thế gian dường thở chốn lao tù, trong biển khổ mà thoát đặng. Cho nên Đức Thầy ngày xưa Đức Phật dạy là ta bà khổ, ta bà khổ, ta bà chi khổ thùy năng sổ. Có nghĩa rằng ta bà là có khổ, ta bà là có khổ, mà nỗi khổ của ta bà là không có giấy mực nào mà ghi hết, hết nỗi khổ hết đồng đập. Đức Phật thì dạy như vậy đó. Rồi Đức Phật dạy thêm là tịnh độ lạc, tịnh độ lạc, tịnh độ chi lạc thùy năng giác. Tịnh độ là cõi vui, mà niềm vui nơi tịnh độ thì ít có ai biết. Thùy năng giác ít có người biết, ít có người tỉnh ngộ. Cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta mới dựa vào án kinh này, Đức Thầy mới dạy cũng trong quyển Biến Thiện, ta bà khổ. Kinh Đồng Đạo, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sang báo nực mùi, nào ai rõ. Cái vui triệt đáo như Đức Thầy chúng ta dạy thì không khác ý như Đức Phật đã dạy. Thì đó là chúng ta nhận định, bởi vì ta bà là có khổ, cho nên đây Đức Thầy mới dạy là, Đức Thầy dạy đây là ta bà có khổ rất rõ ràng. Tức là bị vô minh vọng tưởng ngoại tà nên quay lộn ta bà có khổ. Vậy thì giờ này mình sống ở đây là cõi khổ. Cho nên hôm nay muốn thoát cõi khổ, muốn tìm được Phật tánh, thì qua ý này đồng đạo chúng ta lưu ý. Chỉ cần đồng đạo chúng ta làm sao, chúng ta đập vỡ cái vô minh, đập vỡ cái nhân sanh, cái duyên sanh đứng đầu trong thập nhị nhân duyên. Và cái thứ hai là chúng ta làm sao mà trong nội tâm chúng ta nó đừng có vọng tưởng. Bởi vì cái nguyên nhân vọng tưởng nó sanh tà vậy, tức là vậy tà. Mà trong nội tâm của chúng ta mà quý vị không để cho nó vọng tưởng khởi lên, thì không bao giờ chúng ta sanh vào ta bà cõi khổ. Thì đồng nghĩa lúc bây giờ mình đã có trí tuệ. Cho nên hôm nay muốn thoát khỏi cái cảnh, cái cảnh mà xuống xuống lên lên trong 6 đường sanh tử luân hồi, mà Đức Thầy dạy rất rõ là nên quay lộn ta bà cõi khổ. Thì giờ này đồng đạo chúng ta phải tu các phương pháp nào để chúng ta tìm được trí tuệ, để chúng ta đem được ánh sáng đốt huệ từ bi trí thiện vào mỗi nơi lòng chúng ta, để chúng ta phá vỡ cái màn vô minh che mờ căn trí. Và chúng ta tìm cách làm sao để chúng ta diệt trừ, không để cho nội tâm chúng ta nó móng khởi những cái vọng niệm. Như vậy thì cái phương pháp mà để chúng ta diệt trừ vô minh, thì ngoài các phương pháp mà đồng đạo Trang trình bày hồi nãy, thì giờ này chúng tôi xin nhắc lại, đồng đạo chúng ta cố gắng giữ gìn giới luật. Chỉ cần đồng đạo chúng ta giữ giới, khi mà quý vị cố gắng giữ giới luật, thì đây là điều kiện mà để giúp cho trí huệ chúng ta phát khai, giúp cho vô minh không còn cơ hội để tác quay tác quái. Bởi vì mình không giữ giới, mình làm những điều phạm giới luật, cho nên đó là mình giúp sức cho giặc, mình tiếp gót cho giặc, mình làm cho vô minh mình nó bắt đầu có hành động, có lời nói, thì đó là nghiệp. Mà chúng ta có giữ giới luật thì đó là phúc, đó là trí tệ, đó là phước. Đồng đạo mình phải nhận đúng điều này.
Và cái thứ hai nữa, ở đây Đức Thầy dạy là bị vô minh vọng tưởng. Cho nên giờ này nếu như đồng đạo chúng ta muốn dừng được cái vọng tưởng, còn gọi là dừng đi cái vọng niệm chúng sanh, thì mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện lời Đức Thầy dạy, đó là 6 chữ. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Kính thưa đồng đạo, có nghĩa là chúng ta phải niệm Phật. Vào thời kỳ này đồng đạo phải niệm Phật. Bởi vì quý vị biết rằng phương pháp niệm Phật được Đức Thầy dạy là gì? Đó là để trừ đi vọng niệm chúng sanh. Cho nên hôm nay đồng đạo có niệm Phật thì Phật tánh chủ nhân ông mà ẩn ở trong vọng niệm chúng sanh chúng ta sẽ được phát khai. Bởi vì vọng niệm chúng sanh quá nhiều, cho nên lúc bây giờ nó che khuất đi cái Phật tánh. Mà hôm nay đồng đạo niệm Phật là đồng đạo vẹt bức tường mây, phá bức tường mây nhìn vạn vật. Khi mà chúng ta niệm Phật là đồng đạo chúng ta đã đổi đi từ câu lục tự là Nam Mô A Di Đà Phật, để chúng ta đem vào cái trí tuệ thanh tịnh, chúng ta lỗi được bỏ đi cái vọng niệm chúng sanh. Và khi đồng đạo chúng ta có niệm Phật thì vọng tưởng vại tà nó sẽ không còn. Sở dĩ mình mà có nhiều vọng tưởng vại tà là do đâu? Do mình niệm danh, mình niệm lợi, mình niệm tình. Chứ nếu như giờ này mà mình không còn niệm danh lợi tình, mà tôi và quý vị chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, như lời Đức Thầy dạy là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, rồi việc biến chuyển thiên cơ gắt gấp khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Mà nếu như giờ này lúc nào cũng hành đạo, lúc nào cũng niệm Phật, thì tôi tin tưởng rằng trong nội tâm chúng ta vọng tưởng vại tà không có cơ hội để nó phát khai. Bởi vì lúc nào mình cũng niệm Phật, lúc nào mình cũng nhớ Phật, cho nên lúc nào thì trong nội tâm chúng ta cũng tưởng Phật hết. Thì đồng đạo hình dung cho tôi coi, vọng tưởng không còn, thất tình lưu dục không còn đồng đạo. Và đồng thời hôm nay phương pháp niệm Phật này cái diệu dụng rất là lớn. Cho nên ngày xưa cổ nhân chúng ta mới có làm một cái bài kệ. Thì đây là một cái bài kệ 8 câu. Và bài kệ 8 câu này nói lên được cái quá trình niệm Phật của chúng ta. Và bài kệ này là một bài kệ khoáng thủ. Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh, mô không dục lợi chẳng cầu danh, A trừ dâm dục nuôi tinh đủ, di dứt lắng lo giữ báo lành. Đà lấy cái đà ấy kim thân sanh bất hoại, Phật là xá lợi hiệu vô sanh. Rồi lục ra chép để người người biết, tự lấy mình tu chắc đạt thành. Thì đây là một bài kệ mà ngày xưa thì mình có một cái quyển giảng được xuất bản năm 1962. Thì đặc biệt quyển giảng này sau khi viết 846 câu giác mê tâm kệ, thì quyển giảng này viết thêm 8 câu mà tôi vừa đọc đó. 8 câu tôi vừa đọc. Và thật sự 8 câu này là không phải của thầy, của một vị nhân nào đó mình không biết, mà mình cũng tìm hiểu có rất rất nhiều cái tôn phái, giống như lễ bái lục phương của Tịnh độ của nước Việt Nam chúng ta cũng thường sử dụng 8 câu mà tôi vừa nhắc. Cho nên giờ này nếu nói cái nguồn gốc thì mình không biết rồi, thật sự là mình không biết. Nhưng mà năm 1962 thì quyển giảng đó ở đây, đồng đạo nào có quyển giảng đó, đồng đạo sẽ thấy cái bài kệ này nằm trong đó đó. Mà sau này thì cắt rồi, hiện tại bởi vì quyển giảng của thầy toàn bộ chất lọc được thầy, cho nên bỏ những cái nào mà không đủ cái cơ sở chứng minh của thầy. Như vậy thì 8 câu kệ này mà thật sự mà chúng ta niệm Phật, đồng đạo áp dụng đúng 8 câu kệ này làm đạo minh tâm kiến tánh đó. Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh. Cho nên hôm nay bắt đầu chúng ta niệm Nam Mô Đà Phật là niệm cái chữ Nam, chúng ta phải trở về tâm. Niệm Phật phải trở về tâm. Mà nếu niệm Phật ở ngoài tướng không được. Cho nên hôm nay niệm Phật để tịnh thanh, có nghĩa là được tâm thanh tịnh. Tịnh thanh là tâm thanh tịnh. Vì vậy thầy dạy tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng thanh cao trong chánh tư duy. Thì muốn được ở chỗ tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh là phải niệm Phật. Bởi vì Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh. Kính đồng đạo, mà Đức Thầy dạy là việc vui sai mè mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục tử. Cho nên hôm nay niệm Phật phải trở về tâm. Và đồng thời trong giảng thầy, những cái từ nào thầy dùng cái chữ Nam, giống như trời Nam sốt ruột chờ con đỏ, đất Bắc lòng lan nổi thậm lời, hay hoặc là Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ, tức là về Nam đỉnh trong quyển tư đồng đạo. Như vậy cuối quyển tư thầy cũng dạy rất rõ rồi. Cho nên hôm nay cái gì mà nói về chữ Nam, nó về phương hướng, mà nếu về hướng Nam mà theo dịch học của Tiên Thiên Bát Quái của Lão Tử,
của Hậu Thiên Bát Quái của Châu Công Dương, rồi của Dịch Học Khổng Tử ở trong Ngũ Kinh. Thì nếu nói về hướng Nam thì điều chỉ cho tâm của chúng ta. Cho nên thầy mới dạy là ngọc báo quý ẩn trong Nam Đỉnh, muốn tìm kim đáy biển cắn công. Giờ này đồng đạo muốn tìm được ngọc báo quý trong Nam Đỉnh, đồng đạo phải niệm Phật thôi. Đó là tâm đó. Nam chỉ về tâm phải tịnh thanh. Hôm nay niệm Phật là chỉ Phật tánh ở trong tâm. Và câu tiếp theo là mô không dục lợi chẳng cầu danh. Hôm nay chúng ta niệm Phật là chúng ta không mong cầu danh lợi, không mong cầu danh. Cho nên đồng đạo niệm Phật, đồng đạo còn trục lợi, còn ham tiền, còn cầu danh là không được. Bởi vì mô không trục lợi chẳng, mô không dục lợi chẳng cầu danh. Mà giờ này mình niệm Phật mà chúng ta còn cầu danh cầu lợi thì sao được đồng đạo. Đức thầy dạy hai chỗ nè. Một chỗ thầy dạy nè, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh quang đồng đạo. Mà nếu như chúng ta dùng của thế nhiều quá không được. Rồi chỗ thứ hai thầy dạy nè, kẻ nào háo danh ham lợi là kẻ làm cho quen ngố nền đạo đồng đạo. Và tôi rất sợ cái câu này. Đây là Đức thầy dạy trong cái bài, trong cái bài Lời Tâm Quyết đó. Cho nên các anh em ban trị sự giờ này nhớ cái lời dạy Đức thầy nghe. Kẻ nào háo danh ham lợi là kẻ làm cho quen ngố nền đạo, quý vị. Nếu mà mình tu hành niệm Phật mà mình còn háo danh, còn ham lợi, thôi nghĩ niệm Phật đi, ra ngoài đời mà sức háo danh ham lợi. Ở đây mà chúng ta háo danh ham lợi, ngày thầy về thì sao? Đứa ngỗ nghịch, một mai đứa cổ đó, không phải đơn giản như ta nghĩ đồng đạo à. Cho nên mình nhận định điều đó. Hôm nay niệm Phật là chúng ta không trả danh lợi, gọi là mô không dục lợi chẳng cầu danh, cầu danh. Rồi thầy dạy là a trừ dâm dục nuôi tinh đủ. Vậy thì hôm nay chúng ta niệm Nam Mô Đà Phật là chúng ta phải trừ dâm. Giống như thầy rất rõ là tịnh độ giác thiện trị dục tâm. Mà nếu hôm nay lòng dâm chúng ta còn nhiều, đồng đạo chúng ta niệm Phật không có kết quả. Niệm Phật là trừ dâm. Mà giờ này lòng dâm chúng ta còn, hoặc mình phạm vào tà dâm là chúng ta không có niệm Phật. Mà lúc bây giờ chúng ta đang niệm ma, và đồng thời mình không có phạm vào dâm, thì chúng ta mới nuôi được tinh. Mà nói đủ tinh đây là tinh khí thần, luyện tinh quá khí mà luyện khí quá thần. Thì đây là pháp tu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử đồng đạo. Cho nên đây cũng là Đức Thầy đúc kết trong Tinh Hoa Tam Giáo. Bởi vì hôm nay muốn được thành Phật, muốn được cốc thần, gọi là quyền quay nhất khiếu, như lời Đức Thầy đã dạy trong bài Sa Đéc đó đồng đạo. Sách có câu Minh Đức Tân Dân, được thủ trụ quyền khai nhất khiếu. Cái mà chúng tôi nói là quyền khai nhất khiếu. Mà muốn có quyền khai nhất khiếu, quyền khai nhất khiếu là chủ nhân ông. Quyền khai nhất khiếu là Phật tánh. Quyền khai nhất khiếu là các chúng sanh đều có như ta mình bàn nãy đó. Mà theo đạo lão thì gọi là quyền khai nhất khiếu, tức là tam tụ tỉnh đầu. Mà muốn có được tam tụ tỉnh đầu thì người này phải lấy tinh để quá khí, rồi lấy khí để luyện thần. Mà giờ này tinh mà bị hụt rồi đó. Giống như mà chúng ta thấy các vị vua như vua Trụ, vua Kẹt, cũng như Việt Nam chúng ta thì có vua Lê Hòa Triều. Cho nên nhân gian nói một câu rất là chi lý, có nghĩa rằng đó, đa dâm thì hư thận. Và những người nào mà đa dâm, người này sống không thọ. Bởi vì chúng ta mất tinh. Tinh là một trong ba cái món bảo quý mà mình sử dụng nhiều quá. Bởi vì tinh được chiết xuất ra từ đâu? Chiết xuất ra từ cái tủy con người chúng ta. Tủy là một cái cốt lõi trong đường xương sống nuôi con người chúng ta. Mà khi mà sản sinh tinh thì nó lấy từ chất tủy. Vì vậy cho nên nếu một con người bình thường mà xài cái này nhiều quá thì lúc bây giờ con người này chúng ta sống không thọ đồng đạo à. Thật sự giống như vua Lê Ngoại Triều chúng ta, hoặc là mấy ông vua Trụ vua Kiệt, đồng đạo thấy rõ có ông nào sống thọ đâu, nó hao hụt. Cho nên hôm nay chúng ta khi mà niệm Phật thì đồng đạo phải nhớ ở chỗ này đồng đạo. Mô không dục lệ chẳng cầu danh, a trừ dâm dục nuôi tinh đủ. Có nghĩa là phải đủ để chúng ta được tìm được Phật. Và trong bài kệ này mới dạy thêm, a trừ dâm dục nuôi tinh đủ, di dứt lắng lo giữ bao lành. Có nghĩa là hôm nay niệm Phật đồng đạo phải dứt lắng lo. Mà nếu niệm Phật mà chúng ta còn sầu, còn lo, còn lắng cái này, lắng cái kia, cái nọ là không được. Và đồng thời khi niệm chữ di dứt lắng lo là không còn phiền não. Và đó mà chúng ta mới giữ được bảo lành. Bảo lành là gì? Là Phật tánh nữa nè. Cho nên cái bài kệ này rất là phù hợp với cái đoạn giảng mà chúng ta trình bày. Cho nên hôm nay tôi mới mạo muội đem bài kệ này ra để chúng ta, đem bài thi này ra để chúng ta chia sẻ đó. Như vậy thì di dứt lắng lo, hôm nay niệm Phật phải không còn lắng lo. Mà nếu hôm nay đồng đạo niệm Phật mà còn phiền não quá
đang nghe thuyết giảng, đang niệm Phật mà lo quá không biết con gái mình ở trên Bình Dương nó giờ này nó làm ăn làm sao, cháu nội mình nó làm sao, rồi bữa nay biết nó tròn nó méo làm sao, rồi không biết giờ này có ai đưa rước nó không nữa, rồi năm nay nó học biết lên lớp được không, lo lắng chứ ạ, có lợi nào đâu đồng đốc. Chúng ta càng lo chừng nào thì cái thiệt hại trở về mình, mình lo đâu được việc gì đâu, phải không đồng đốc? Cho nên hôm nay niệm Phật thì chúng ta phải dứt lắng lo, dứt lắng lo mới giữ được báo lành. Báo lành là gì? Là Phật tánh nữa rồi. Báo lành là trong nhà có báo tìm đâu nữa, đối cảnh vô tâm mặc quán thiền mà chúng ta bàn hồi nãy đó đồng đốc. Và câu thứ sáu là gì? Tức là Phật là xá lợi hiệu vô sanh. Cho nên hôm nay pháp tu Nam Mô A Di Đà Phật giúp cho chúng ta thành Phật đó. Quý vị muốn có xá lợi không? Xá lợi thiệt đó. Nói xá lợi cũng ham mà đồng đốc, phải không? Đức Phật đã có xá lợi. Cho nên một người mà có xá lợi theo đoạn thi này, chỉ cần chúng ta kiên trì niệm Phật, đến đây là chúng ta có xá lợi. Phật là xá lợi hiệu vô sanh. Lúc bây giờ hiệu vô sanh có nghĩa là chúng ta đạt được cốc độ gọi là không sanh không diệt. Cho nên bài kệ này quá tuyệt vời. Cho nên tác giả mới ghi thêm hai câu sau đó: lục ra chép để người người biết, tức là chữ phán thủ là lục, tự lấy mình tu chắc đạt thành. Hai câu cuối cùng kết là rất là tuyệt vời. Xin đọc lại: lục ra chép để người người biết, giống như ngày nay tôi lục ra để cho đồng đạo chúng ta cùng biết nè. Và biết để làm chi? Tự lấy mình tu. Hôm nay tự mình tu cho mình nghe, không ai tu giùm mình đâu đồng đạo à. Mình cũng không tu giùm người ta, mà người ta cũng không tu giùm mình. Mà Đức Thầy dạy là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khôi dắt dìu. Nếu như hôm nay mình không trị được mình, ai dắt dìu mình đồng đạo? Phải tự mình trị mình mới được quý vị à. Cho nên giờ này tôi và vị phải tự mình trị mình, gọi là tự lấy mình tu chắc đạt thành. Chắc là chắc ăn thành tựu. Như vậy thì giờ này đồng đạo chúng ta niệm Phật thì quý vị phải cảm niệm những cái ý mà chúng tôi trình bày. Thì nếu niệm Phật đạt được các ý này là chúng ta niệm Phật, gọi là ngộ nhập Phật tri kiến. Mà Đức Thầy dạy chúng ta là ráng tu đem được Phật vào trong tâm, thì đây là một pháp tu mà gọi là ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Lúc nào chúng ta cũng niệm Phật, như lời Đức Thầy đã dạy là cư gia tịnh điệu, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, rồi sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên. Nhờ niệm Phật, người tín đồ tại gia cư sĩ nhờ niệm Phật mà tôi và vị chúng ta được tâm viên mãn. Tâm viên mãn là tâm tròn đầy, mà tâm tròn đầy là tâm sáng suốt, mà tâm sáng suốt là tâm đạt huệ, mà tâm đạt huệ là tìm được chủ nhân ông, tâm đạt huệ là Phật tánh hiện bày, tâm đạt huệ lúc bây giờ vô minh không còn, mê si không còn. Mà vô minh không còn, mê si không còn thì vọng tưởng vại tà không còn. Mà vọng tưởng vại tà không còn thì chúng ta cũng không còn quay lộn trong ta bà cõi khổ này. Kính thưa đồng đạo, mình phải đi theo một hệ thống như vậy. Đây là một cái gốc, một cái mối chốt quan trọng để chúng ta thực hiện. Mà nếu không thực hiện được cái này còn, cái kia còn, nó lôi kéo hoài, chúng ta khổ hoài. Thì đó là pháp tu chính yếu nhất để ngày hôm nay chúng ta có trí tuệ để chúng ta không sanh vào sanh tử luân hồi. Và pháp tu cuối cùng Đức Thầy dạy trong cái bài Môn Hoằng Diệt, thì pháp tu cuối cùng này gọi là tổng thể pháp môn. Và tổng thể pháp môn này đi đầu từ Bát Chánh Đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta rằng nếu ta tìm con đường Bát Chánh Đạo của Phật mà đi, tức là yếu tố đầu tiên là chúng ta phải đi đúng Bát Chánh. Mà nếu đồng đạo đi theo Bát Tà là vọng tưởng vại tà liệt. Còn nếu chúng ta đi theo Bát Chánh là chúng ta không còn vại tưởng vại tà, chúng ta có được tránh chi kiến, chúng ta không còn bị vô minh để nó phá hại chúng ta. Bởi vì tà kiến tam độc Phật ma vương, lúc tà mê ma tại thân nương, khi chánh kiến Phật thường tại thể. Ni khi mà chúng ta có được Bát Chánh rồi thì lúc bây giờ chúng ta Phật ở trong ta lúc nào cũng tỏa sáng. Còn mà nếu như chúng ta còn tà thì ma trong ta lúc nào cũng ám u. Tôi và quý vị sở dĩ bị ma ám u là do chúng ta bị tà. Bắt đầu từ tà kiến, rồi đi đến tà tư duy, đi đến tà nghiệp, tà tinh tấn, tà mạng, tà ngữ, tà niệm, tà đính. Thì đó là những yếu tố mà tà nó phát. Nó phát thì chúng ta tối, mà tối thì nghiệp, mà nghiệp thì đi xuống, xuống hoài đến 10 cửa ngục thôi à. Không còn xuống nữa đâu, tới đó hết rồi. Không, đồng đạo hết rồi. Còn giờ này chúng ta bắt đầu có chánh kiến là tâm chúng ta là Phật. Từ tâm chúng ta là Phật, hành động là Phật, lời nói là Phật, bởi ý tưởng là Phật rồi đúng không? Ý tưởng là Phật rồi, tâm Phật rồi, lời nói là Phật, hành động là Phật, đó là công đức vô lượng. Thì từ công đức này đưa chúng ta đi lên, lên tới chót vót trên đó.
lên tới cái chỗ mà thầy dạy là về cực lạc thảnh thơi ăn dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu đồng đạo à. Cho nên hôm nay bát chánh đạo rất là tuyệt vời, đồng đạo quý vị nên gia công nghiên cứu bát chánh. Và Đức Thầy mới dạy thêm nè, nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, và thầy rất rõ rồi, chuyên tâm, nếu ta tìm con đường bát đạo Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Cho nên hôm nay quý vị chúng ta đi đúng theo con đường môn việc của thầy, thì coi như là mình không có còn mắc trong sáu nẻo dạy khôn luân hồi. Thì lúc giờ mình đã hoàn thành rồi, mình đã có được trí tuệ, và lúc giờ mình đã thông dong tự tại, lúc giờ mình được đi lên. Nếu mình không đi đúng con đường này là chúng ta đi xuống, gọi là mê muội ác hung về địa ngục. Mà nếu đồng đạo đi theo con đường này, gọi là hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Chẳng những hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, mà lúc này tất cả chúng ta sẽ được như lời Đức Thầy đã giải, đó là mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình, cũng đúng 11 giờ rồi. Thì đáng lẽ ra cũng có phần kết, tuy nhiên thì trình bày như thế là đủ rồi, khỏi kết. Bao nhiêu đồng đạo đã biết được phương hướng tu hành, chỉ cần chúng ta hạ thủ công phu là chúng ta đắc đạo hết. Như vậy thì đến đây chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, là chia sẻ 4 câu với một cái nội hàm gọi là chủng tử Phật. Qua đó cho nên trong cái sự chia sẻ thì có lẽ là không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định. Cũng ngưỡng mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ phiết thêm. Và cuối cùng thì trước khi được hỏi diễn đàn thì chúng tôi cũng rất là kính cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp có lời mời ngày hôm nay đủ duyên chúng tôi được về đây gặp gỡ tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả các ban trị sự xa gần hôm nay đến đây để hộ pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng niệm Phật làm lành, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến, để mỗi đồng đạo chúng ta diệt trừ vô minh, diệt trừ mê si, diệt trừ vọng niệm bại tà, diệt trừ cái vọng tưởng bại tà, và đồng đạo luôn tâm đắc lời Đức Thầy đã dạy, đó là định thần dẹp hết tà tâm, quần lai bổn tánh, thần khâm quỷ nhường. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn phần trình bày diễn giải phân tích rất là mạch lạc và sâu sắc của giáo lý viên đề nghị quang minh.